Ngày 22 tháng 9 tại xã Triềng Khừa, huyện Mộc Châu đã tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, vận động toàn dân giao nộp và phòng ngừa đấu tranh với tội phạm vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Hội nghị đã tuyên truyền một số nội dung cơ bản của luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, cách nhận biết mức độ nguy hiểm tác hại của vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các quy định về xử lý vi phạm thông tin tình hình kết quả công tác quản lý, vận động giao nộp và đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo tại xã Triềng Khừa, huyện Mộc Châu. Từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng đã phát hiện bắt giữ 23 vụ 22 đối tượng vi phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, 24 vụ 31 đối tượng vi phạm liên quan đến pháo. Qua công tác tuyên truyền vận động, lực lượng chức năng đã tiếp nhận thu hồi, thu gom 788 khẩu súng các loại, chủ yếu là súng kíp, súng cồn và nhiều loại công cụ hỗ trợ khác. Thông qua hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cũng như trách nhiệm của các ban ngành đoàn thể và quần chúng nhân dân trong quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Đại diện ban quản lý các bản của xã Triềng Khừa đã ký cam kết về vận động thu hồi, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Lực lượng chức năng đã tiếp nhận 8 khẩu súng kíp do nhân dân giao nộp.